Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1/1/2021, người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi đi điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, điều trị nội trú theo mức hưởng. Quy định này đã tạo thuận lợi cho người bệnh nhưng cũng đặt ra thách thức cho các cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nếu như trước năm 2021, khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% đối với những người bệnh điều trị nội trú, thì từ ngày 1/1/2021, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng. Như vậy, khi thông tuyến, bệnh nhân được quyền chọn lựa theo đúng nhu cầu và được hưởng những điều kiện điều trị tốt nhất. Hiện nay thông tuyến bảo hiểm của y tế từ huyện xuống tỉnh thì tôi không phải xin giấy nữa. Hôm qua tôi vào viện thì bệnh tình tôi thì đã hoa mắt chóng mặt ác, nhưng mà nay từ hôm qua đến giờ vào đến bệnh viện thì bệnh viện chứa thì thông tuyến huyện xuống đến tỉnh thì tôi nay thì chứa tôi bệnh tình của tôi đã giảm hẳn, ốm cũng đã đỡ nhiều. Việc triển khai cái thông tuyến bảo hiểm y tế có rất là tiện lợi cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh Yên Bái, đặc biệt là bệnh nhân nhập viện nội trú. Vì trước đây thì những cái bệnh nhân không đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở các tuyến huyện hay là các tuyến thành phố hay các tỉnh khác, người ta nhập viện người ta sẽ phải có giấy chuyển, nó sẽ thủ tục hành chính liên quan đến thanh toán bảo hiểm sẽ khó khăn hơn. Còn việc thông tuyến bảo hiểm y tế sẽ tiện lợi cho bệnh nhân nhập viện nhanh chóng, kịp thời. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, các phương pháp điều trị hiện đại, nên trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút bệnh nhân trong tỉnh và các khu vực lân cận đến khám chữa bệnh. Khi quy định về thông tuyến nội trú tuyến tỉnh được triển khai, bệnh viện đã tăng cường nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng điều trị để thu hút người bệnh đến khám và điều trị. Thông tuyến thì một số bệnh nhân là cũng giảm cái thời gian đi lại, giảm công sức do bệnh nhân về thủ tục hành chính, bệnh nhân phải đi chuyển và có thể là được đáp ứng cái việc khám chữa bệnh ngay, kịp thời. Thì để tăng cường cái công tác khám chữa bệnh chất lượng hơn nữa để đáp ứng cái nhu cầu của người dân hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi thì vẫn thường xuyên đào tạo cán bộ y tế liên tục, kể học dài hạn, học ngắn hạn để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng nâng cao trên địa bàn tỉnh. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trước đây những bệnh nhân ở tuyến huyện không đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh phải có giấy chuyển tuyến, mất nhiều thời gian và chi phí. Từ khi triển khai thông tuyến bảo hiểm y tế điều trị nội trú nên số lượng bệnh nhân tăng, bệnh viện triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thông qua cái việc mà thông tuyến thì xác định là với tinh thần trách nhiệm cũng như tinh thần đón tiếp khám chữa bệnh đối với người bệnh thì dung lượng bệnh nhân sẽ tăng lên, điều đó là đem lại cái điều đáng mừng cho bệnh viện. Thế nhưng mà ngược lại đó là thách thức, bởi vì đáp ứng nhu cầu thì sẽ đòi hỏi cao hơn. Vì vậy chúng tôi cũng đã đưa ra những biện pháp để nâng cao về chất lượng khám chữa bệnh cũng như là sắp xếp lại các khoa, các phòng và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là thuốc men và đặc biệt là tinh thần phục vụ. Và đặc biệt nữa đó là chú ý đến chất lượng chuyên môn điều trị để nhằm trước mắt là thu hút người bệnh nhưng cũng là đem lại cái hiệu quả cao nhất cho người bệnh. Thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm bớt khó khăn về tài chính cho người bệnh. Song quy định mới cũng đặt ra thách thức đối với bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường chất lượng dịch vụ để thu hút bệnh nhân, đồng thời có giải pháp giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân. Sau gần 3 tháng triển khai thông tuyến bảo hiểm y tế, trung bình mỗi ngày bệnh viện Sản Nhi tỉnh tiếp nhận gần 80 bệnh nhân. Vì vậy, bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt công tác chăm sóc người bệnh. Chỗ chúng tôi thì các bà mẹ mang thai mà muốn vào chỗ chúng tôi phải là có những bệnh nhân nặng ở các tuyến chuyển đến hoặc là phải có cái biểu hiện cấp cứu thì mới nhập vào cái bệnh viện Sản Nhi. Thế thì tuy nhiên thì là đối với sản khoa thì có những cái thứ nó rất là khó và nó bất thình lình. Thì trước đây cũng rất là khó khăn bởi vì như tôi đã nói về vấn đề chuyển giấy chuyển. Thế thì hiện tại bây giờ thì người dân thì là nếu mà có vấn đề gì đó thì họ có thể, nếu đủ tiêu chuẩn nhập viện là chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng cho bệnh nhân nhập viện. Và trẻ em cũng thế, riêng phụ nữ mang thai và trẻ em là những đối tượng mà nói chung là rất là nhạy cảm vì cái tính chất phức tạp của bệnh tật đột ngột và rất nhanh. Cho nên khi cái thông tuyến như này thì là cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi đối với bệnh viện và cũng như là bệnh nhân. Khi có cái thông tuyến như thế này thì về phía chắc là truyền thông
là đại đa số thì người dân cũng nắm được, nhưng một số lớn tôi nghĩ là họ cũng chưa hiểu được. Cho nên là bệnh viện chúng tôi cũng tăng cường cái vấn đề là tuyên truyền và giải thích cho bệnh nhân hiểu, để tránh nhiều khi là bệnh nhân chưa biết thì bệnh nhân cũng khó khăn trong vấn đề mà quyết định nhập viện hay không nhập viện, có đến viện hay không. Và vì là thông tuyến như thế này cũng có một cái điểm rất lớn là bệnh nhân cũng được hưởng lợi từ những cái cơ sở mà có chất lượng dịch vụ và cái chất đội ngũ y tế chất lượng cao. Còn tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, thời gian qua đã chủ động đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn với quy mô 100 giường. Hiện nay đội ngũ y bác sĩ của trung tâm cơ bản đủ số lượng và nâng cao về chuyên môn. Các trang thiết bị y tế hiện đại và nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được trung tâm áp dụng trong công tác khám chữa bệnh. Đưa ra những cái dịch vụ, những kỹ thuật hướng tới người dân, với đa số người dân, và đào tạo, đổi mới khoa học công nghệ, rút ngắn các quy trình khám chữa bệnh và tạo ra những cái điều kiện bên cạnh không phải y tế để cho người dân cảm thấy thuận tiện. Thì nếu làm được điều đấy thì người dân bản chất trong suy nghĩ không phải là người bệnh nào cũng thích đi Hà Nội, không phải người bệnh nào cũng đích đi xa, vì như thế nó cũng rất là bất cập, chưa nói đến cái chi phí. Thì nếu chúng tôi và với trung tâm y tế chúng tôi cũng nhận thức được điều đấy, và chúng tôi từng bước phải can thiệp vào những cái điều là và điều đấy chứng minh là hôm nay các quý vị cũng thấy bệnh nhân khám ở chúng tôi đây không hề giảm, bệnh nhân nội trú cũng như ngoại trú. Khi thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế, bệnh nhân được khám chữa bệnh tốt hơn, song quy định này đang đặt ra nhiều vấn đề đối với các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và tạo áp lực khá lớn đến quỹ bảo hiểm y tế. Vì theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế vượt tuyến trong năm 2020 là trên 1 triệu người. Khi thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế, số lượng bệnh nhân chắc chắn sẽ tăng. Tại tỉnh Yên Bái, sau 3 tháng triển khai, số bệnh nhân thông tuyến điều trị tăng lên 10%. Trong những năm qua, nguồn thu từ bảo hiểm y tế không đủ chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Do quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, giá viện phí ngày càng gia tăng theo hướng tính đúng, tính đủ đã gây bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Để làm tốt công tác thông tuyến bảo hiểm y tế cũng như quản lý quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy định. Về góc độ cơ quan bảo hiểm thì chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giám định. Và đặc biệt ngoài cái vấn đề là giám định về cái phần chi phí ra thì chúng tôi còn tăng cường thêm cái công tác giám định về cái quyền lợi hưởng của các cái đối tượng bệnh nhân tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mong muốn làm sao là người dân đến bệnh viện thì sẽ được hưởng đầy đủ các cái phần dịch vụ, kỹ thuật cũng như các cái chi phí thuốc, vật tư y tế tiêu hao mà theo đúng cái phần được thanh toán bảo hiểm xã hội chi trả. Việc thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế đòi hỏi các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời tăng cường kiểm tra việc chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, thẩm định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm quản lý và sử dụng một cách hiệu quả, tránh tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Nhiều lao động khi đi làm không được các doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm bắt buộc là mất đi quyền lợi mà họ đáng được nhận. Hãy yêu cầu doanh nghiệp của bạn thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật cũng như đảm bảo 3 loại hình bảo hiểm sau. 1. Bảo hiểm xã hội. Đối tượng đóng bảo hiểm: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Mức phí đóng bảo hiểm. Đối với bảo hiểm bắt buộc, người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8% từ tiền lương, tiền công hàng tháng. 2. Bảo hiểm y tế. Đối tượng đóng bảo hiểm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, hưởng tiền lương, cán bộ, công chức viên chức của doanh nghiệp. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Mức phí đóng bảo hiểm: doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng 3%, người lao động đóng 1,5% từ tiền lương, tiền công hàng tháng để đóng bảo hiểm y tế. 3. Bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng tham gia bảo hiểm: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
mức phí đóng bảo hiểm. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng 1%, người lao động đóng 1% từ tiền lương, tiền công hàng tháng để đóng bảo hiểm y tế.